Nếu các bạn muốn mua nick PUBG Mobile, nạp UC giá rẻ, uy tín, chất lượng thì có thể ghé thăm vpgame.vn. Sorry mọi người nhớ, tại vì mình quên không quay màn hình. Nãy cái phần mềm mà quay màn hình thông báo thì mình mới biết là mình đã quên quay. Đẹp thế, ba bạn đồ không quay được nó mới nhục chứ. Và mình cũng không hiểu tại sao chúng nó tập trung hết ở Rô Dốc. Không hiểu chỗ này nó tổ chức đám cưới, đám cỗ, đám ma, đám tủng gì mà sao nhiều vậy. Ôi, đằng trường có 3 thằng em ạ. Quả này khó công rồi, mình không có bom nữa. Ê. Nhiều lắm anh em, chắc phải tầm 6-7 team nó bay đây. Ôi, mày làm gì? Mày làm gì? Ít đạn quá. Ngon, team khác có bắn rồi. Thôi phí, thằng em mình vẫn ăn thêm một mạng nữa đấy, nhưng mà thôi kệ đi, cả toàn là trên hết. Đây, thằng tới tới đây. Ui, thằng này kiếm anh em ạ, nó hết đạn mày quá. Thôi buông đạn đó, không thể liều được. Nó lại bị team khác bắn. Thế mới tải, team khác bắn. Ồ, cho nó bắt đầu đẩy rồi. Giờ mà ngó đồ ra là bay đầu ấy. Ui, phải rút chốt bom này. Ném đâu đây? Ui, gì mà căng thế? Tới đây mà. Hai em rồi anh em ơi. Còn một thằng nữa thôi, còn một thằng nữa. Chào mày, làm mày đã. Ồ, mình cứ phải gạt anh em ạ. Khi solo support mà không gạt được kill nó giết chết mình đấy. Giờ vẫn còn anh nào. Đây nó. Thằng này nó gạt team mình có à, cái thằng mà mình vừa nó có ấy. Mình chỉ pháp nó gạt rồi, ghét mạng hồn. Không sao, đợi tí, xuống xử sau. Đã hiểu một cái nhà bao nhiêu xác chết nó nằm đầy. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Chuyện đâu khác qua đó. Rồi, nhảy xuống anh em ơi. Nhảy xuống chiến. Có tiếng bơm máu. Bên này không có thì vậy ở trong cái bất này rồi. Vẫn còn thêm một thằng nữa. Ui xồi ôi. Trong này vô số xác. Một thầy 3, 4, 5, 6, 7. Chắc phải gần chục cái. 8, 9, trong 9 cái. Đấy, cộng cả trên nhà nữa đấy. Có xe trước mặt này. Cây mai chứ nhở. Cây mai. Ôi rồi ôi, chết kịp cây mai anh nhảy xuống rồi. Nhảy phát xuống. Rồi. Mình sẽ đón chờ, đón đầu ở đây. Bạn có lên xe không? Bạn ấy có lên xe. Có lên xe, vậy thì bạn chết với tớ rồi. Vậy thì bạn chết với tớ rồi. À, đúng rồi à. Qua đèn, hai bạn đồng đội này. Đấy, có phúc cùng hưởng mà chết thì cũng chết cùng nhau luôn. Tính đây nè. Xem có thằng nào xung quanh, check kỹ đã, xem có xe nào đang tới không. Có vẻ như không có đâu. À, tính đi. Ôi, còn bot anh em mình, bot. Này thì bot, vẫn chưa chết à? Chết chưa em, rồi chết rồi. Đâu thính rồi. Thính bay rồi. Thính nó bay gần đây mà. À đây thính, ui xe cũng tới luôn anh em ơi. Cổng chốt. Bom chốt sẵn đã. Hình như là nó phát hiện mình đang ở đây rồi. Mình vừa bắn con bot mà lộ. Thính đang ngay gần đây. Cho một quả bom ra thính nữa. Rồi thêm một quả nữa. Có thằng để trái này. Này ăn bom đi bạn ơi. Ui. Ui trời ơi. Bạn ăn nguyên quả bom của tớ, bạn không chết thì bạn cũng đã yếu máu rồi. Mà bạn cáo già thế, bạn máu đẩy thế. Rồi, còn một thằng trong nhà này. Ô, thằng đấy. Có thằng mở cánh định bóc mình đi mà. Ôi, một thằng ở thính nữa này. Trời ơi, hình như là thằng này nó ăn nguyên cả bom của mình lúc đầu sao ấy. Nó bơm máu từ nãy giờ. Còn một thằng nữa. Còn một thằng nữa thôi. Ôi, trời ơi. Làm gì mà căng vậy? Mày thế đánh võng kịp không là ăn nguyên cả băng đạn mở cánh. Tính tiếp này mình đang rất cần một khẩu ốp. Đen lắm, chả bao giờ cầm được ốp vào đầu trận đâu. Từ sớm đâu, toàn cầm muộn muộn. Giờ bò các kiểu chỉ còn có mấy thằng, 5 thằng nữa thôi. Giờ kiếm nó đâu bây giờ, bò vẫn còn to. Hay tại sao chúng nó lại chết nhanh như thế.
Bình thường một trận trung bình của mình chắc khoảng tầm 20-25 kin đổ về thôi. Còn tầm 30 kin cũng biết là tìm người ở đâu ra để ăn được 30 kin bây giờ. Chịu mọi người ạ, mình không hiểu bọn này nó trốn đâu ấy. À, mình thì sẽ sang bên phải xem nào. Đi xe máy đi phóng hết tốc lực rồi mà không thấy một cái dấu hiệu gì là có sự xuất hiện của địch cả. Tài thật đấy. Mà chơi cái map này đau mắt thật đấy. Cái map hoàn hồn này. Mình đã bật không phải là full đồ họa, chỉ bật HD với cả mượt thôi. Ôi, có xe này. Ôi, có người đang làm anh em ơi. Giờ để xuống xe là rắn nó bắn chết đấy. Mình sẽ đi lên chỗ cao cao một tí xong rồi cầm ốp ke xem nào. Ôi giời ơi, nó bắt đầu nhảy rồi anh em ơi. Mình sẽ phải lên một chỗ cao hơn thì mới có thể nhìn thấy được. Chứ nó làm cỏ thì kia thì nó làm một phát coi như là cỏ cháy hết, không nhìn thấy gì luôn. Đó, đeo rồi, đeo rồi. Đây rồi, một phát vào đầu luôn. Chết rồi. Không biết là do mình bật cái HD nên nhìn trông mới kiểu chói mắt như này. Còn bốn thằng nữa mà bọn này chắc là nằm rắn hết rồi. Bỏ thù đúng cái chỗ nhiều cỏ nữa. À, đây rồi, đây rồi, đây rồi anh em ơi. Một con rắn đã ở đây rồi. Rắn nước rồi, không phải rắn hổ mang. Rắn hổ mang nó ngồi dậy nó bắn mình ngay. Để mình xem xung quanh xem còn thằng nào không. Có vẻ như không có nhỉ. Ui, hai đảo, hai đảo, hai đảo. Ê. Úi trời ơi, nổ hết cả da gà, suýt chết ạ. Rồi nó chạy xuống chỗ có cây kìa. Ném niệm gì ấy? Nết đúng không? Mày ném nết ông đúng không? Vẫn còn đồng đội nó. Ít nhất là có hai thằng đấy. Không phải dạng vừa đâu. Mình sẽ phải giải khói xong chạy về phía sau rồi. Ui, thằng đấy. Rắn đấy, còn rắn này nó nằm ở trên cao thì cái chỗ mình nó thấp hơn một tí so với cả cái chỗ của nó nên nó có thể nhìn thấy mình. Mình về gạt thằng này đã, rồi mày thích làm gì thì làm. Rồi mày nằm đâu? Nằm đâu em ơi? Quanh quẩn đây thôi. Ôi rồi, ôi bạn ơi. Bạn bò từ đầu kia sang đầu này nhanh thế. Làm tớ suýt chết ạ. Cầu trời khấn Phật cho bác ấy đừng nhìn thấy mình. Bác rắn. Rắn này là rắn gì rồi? Ô, chạy 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 em ơi. Chạy 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 chạy. Chơi mấy cái map cỏ này sợ mỗi rắn thôi. Mình chả sợ gì, chỉ sợ mỗi rắn thôi. Mình sợ nó móc thôi. À hình như sao chúng nó bắn nhau hay là chúng nó bắn linh tinh vào khói ấy nhở. Chẳng lẽ còn hai team. Mình mà thấy bọn này là chết ngay. Trời ơi, rắn ơi, có cái dấu hiệu gì để mình nhận biết rắn không? Nằm cỏ này thì bố tao nào biết được lại còn cho cái map hoàng hôn này nữa. Đỏ chót chót chót, rất là tối, khó nhìn. Nhưng mà tớ nhìn thấy rồi, một em đã về trời. Còn hai con rắn nữa thôi. Các em đang đầu đây, còn hai con rắn nữa thôi. À, mình nhìn thấy cái gì đây rồi? Nhìn thấy có một thằng nằm đây rồi, rồi chết luôn. Một viên nữa là nó sẽ ngoảnh ngay. Ngòm củ tỏi ngay. Rồi, còn một con rắn cuối cùng. Các em đang đâu? À quên, em đang đâu? Có mỗi em thôi nhỉ? Chịu. Trốn kỹ quá anh em ạ. Theo suy đoán là nó chỉ ở quanh đây thôi. Mình sẽ quay lại đây. Chỗ thằng đá hơi lộ một tí. Sợ nó móc. Bò thu, bò thu, bò thu. Rồi. Có một con rắn cuối cùng. Bò thu về đằng này thì mày chết với ông rồi. Đằng này cao hơn này. Đằng này cao hơn thì sẽ nhìn thấy rõ hơn. Ngon quá, có thằng đá đi backup rồi. Một quả bom cuối cùng, một quả bom duy nhất để đối phó với cả rắn. À mình nhìn thấy rồi, mình nhìn thấy rồi anh em ơi, mình nhìn thấy rồi. Nó ở đây này. Ui giời ơi, tại sao nó không trúng đầu? Em ơi, ra đi.
Ra đi, ra đi. Mình sẽ cố gắng slap. Xem nào. À, máu nhở. Làm gì? Làm gì? Làm gì? Ui giời ơi, nhảy với ai? Nhảy với chúng tôi á. Ok, mọi người xem clip này đừng quên like, đăng ký theo dõi kênh để cập nhật thêm nhiều clip hay nhá. Nhớ đăng ký để ủng hộ mình nha.